Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã để thua Thái Lan trong trận đấu ra quân tại SEA Games 29 với tỷ số 1-3. Dù thi đấu đầy quyết tâm và ngang ngửa đối thủ, song sự thiếu chính xác trong các tình huống dứt điểm đã khiến chúng ta phải nhận thất bại đáng tiếc. Huấn luyện viên trưởng Trương Quốc Tuấn đã có những chia sẻ về màn trình diễn của các học trò trong cuộc họp báo sau trận đấu. Đội thủ tôi cũng đã chơi tốt, nhưng do tận dụng không được cái cơ hội tạo ra, và đội Thái Lan tận dụng tốt cho nên họ sẽ giành chiến thắng. 4 lần đổi nhiều môn mà không ghi bàn, kể cả hiệp 2, và một cái sai lầm của cái bên cầu thủ để đội Thái mở tỷ số. Đó là bàn thắng mà tôi nghĩ là bước ngoặt của trận đấu. Không khí là kết thúc trận đấu thì một đội thua mà cái không khí nó sẽ nặng nề, và tôi cũng phải sau trận đấu tôi cũng phải làm cái tổng kết tư tưởng rất là nhiều để cho tôi lấy lại những cái gì không để đánh mất mình. Và tôi đã nhấn mạnh là cái mục tiêu của mình vẫn còn, đó là mục tiêu là huy chương bạc, và cái cơ hội để huy chương vàng cũng còn, nên là chúng ta phải quay trở lại để chúng ta làm tiếp tục. Ngày 22 tháng 8, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai tại SEA Games 29 gặp đội chủ nhà Malaysia.